Sống An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, thịt lợn là loại thịt đỏ phổ biến trên thế giới và đây cũng là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ăn ngon có lợi cho sức khỏe. Vậy hàng ngày quý vị thường chế biến thịt lợn thành những món ăn như thế nào? Dù là cách thức chế biến ra sao thì chắc chắn luộc vẫn là phương pháp đơn giản được nhiều người áp dụng nhất phải không ạ? Thế nhưng quý vị có chắc chắn rằng mình đã biết cách luộc thịt lợn đúng cách hay chưa? Theo các chuyên gia, trong quá trình luộc, nếu chúng ta thêm vào 3 thứ sau đây, chắc chắn sẽ giúp thịt thanh lọc mọi độc tố, trở thành món ăn tốt hơn nghìn viên thuốc bổ, cứ ăn vào là khỏe mạnh cả đời. Quý vị có tò mò muốn biết về những bí quyết hữu ích này không ạ? Hãy cùng đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa quý vị, thịt lợn luộc là món ăn đơn giản và quen thuộc trong bữa cơm gia đình của người Việt ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách luộc thịt lợn đúng cách. Chính vì vậy mà ngay sau đây chúng tôi sẽ mách cho quý vị một vài mẹo khi luộc để thịt luôn giữ được độ tươi ngon và còn tốt cho sức khỏe. Đầu tiên, chú ý quan sát khi chọn mua thịt. Khi đi mua thịt lợn, hãy quan sát thật kỹ và tuyệt đối đừng mua thịt nếu có một số dấu hiệu dưới đây. Lợn bị bơm nước, thịt sẽ có màu nhạt, thịt nhãi, thớ cơ bở, rỉ ra nhiều nước hơn so với thịt bình thường. Thấy dấu hiệu này thì các bà nội trợ không nên mua. Không nên mua miếng thịt ít mỡ, mỏng một cách ngạc nhiên, vì rất có thể đây là thịt bị tiêm chất tạo nạc, ăn vào người sẽ đe dọa sức khỏe. Chị em nội trợ cũng nên tránh mua những miếng thịt có màu đỏ đậm, bởi có thể do lợn trước khi mổ đã bị tiêm thuốc an thần nên máu đọng trong tế bào và có màu thẫm hơn. Khi chọn mua, các chị hãy dùng tay ấn vào miếng thịt tạo thành vết lõm. Nếu nhấc tay ra, miếng thịt trở lại hình dáng bình thường, chứng tỏ đây là thịt ngon, đảm bảo chất lượng. Tiếp theo, cách luộc thịt đúng. Trần thịt lợn với nước sôi trước khi luộc. Trước khi luộc, bạn nên rửa sạch thịt lợn rồi trần qua nước sôi để khử bớt chất bẩn. Theo đó, bắc một nồi nước sôi rồi cho thịt lợn vào, đảo đều khoảng 3 phút. Tiếp đến, bắc xong nước khác, rồi cho phần thịt lợn vừa vớt ra cho vào luộc chín. Trong khi luộc thịt lợn, thêm hành tím và hạt nêm. Trong quá trình luộc thịt, hãy cho vào xong một ít hành tím đập dập và hạt nêm. Với cách làm này, miếng thịt sau khi luộc sẽ dậy mùi thơm tự nhiên, vô cùng hấp dẫn. Lưu ý không nên cho quá nhiều hạt nêm để tránh miếng thịt bị mặn, ảnh hưởng đến hương vị bữa ăn. Thêm vào xong thịt lợn một ít giấm. Để miếng thịt lợn sau khi luộc chín được trắng đẹp, trong quá trình luộc nên thêm một ít giấm ăn. Làm cách này khi cắt miếng thịt không bị ngả màu, rất đẹp mắt. Nếu miếng thịt dày thì các bạn dùng dao khía để thịt nhanh chín hơn mà không bị dai. Lần luộc thứ hai, bạn cho thịt vào nồi ngay từ đầu, đổ ngập nước, đập dập mấy củ hành lá bỏ vào nồi, nêm thêm chút gia vị cho thịt đậm đà rồi luộc đến khi sôi. Để thịt sôi trong nồi 5-10 phút thì dùng đũa xiên qua miếng thịt để kiểm tra xem thịt đã chín hay chưa. Nếu miếng thịt không chảy ra nước đỏ, nghĩa là đã chín. Khi đó bạn có thể tắt bếp và vớt thịt ra khỏi nồi cho ráo nước. Đợi thịt nguội bớt thì dùng dao thái thịt thành các miếng nhỏ vừa ăn. Thịt luộc nên thái miếng mỏng, ngang thớ để không bị dai. Giờ chỉ cần bày thịt ra đĩa và pha với một bát nước chấm ngon để thưởng thức món thịt vừa mềm vừa thơm. Mặc dù thịt lợn là một món ăn vô cùng quen thuộc với nhiều người, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người chưa biết cách ăn đúng, vô tình mắc phải những sai lầm khi ăn thịt lợn sau đây. Sai lầm thứ nhất, chỉ ăn thịt lợn nạc. Có rất nhiều người cho rằng ăn thịt mỡ gây béo, thịt nạc thì không gây béo lại vừa đảm bảo dinh dưỡng nên chỉ ăn thịt nạc. Nhưng trên thực tế, ăn nhiều thịt nạc chưa chắc đã tốt bởi hàm lượng methionin trong thịt nạc khá cao. Dưới sự thúc đẩy của chất xúc tác sẽ biến thành homocystein, chất này quá nhiều dễ gây ra xơ vữa động mạch. Do đó, bạn nên ăn thịt nạc với lượng vừa đủ, không nên lạm dụng quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Sai lầm thứ hai, ăn quá nhiều thịt chân giò. Chân giò chủ yếu chứa protein, chất béo và chất keo protein. Ngoài ra, thực phẩm này còn có canxi, sắt, vitamin A, B, C. Song lượng chất béo ở chân giò không tốt khi cơ thể ăn quá nhiều. Chưa kể chân giò có nhiều chất béo sẽ khiến quá trình tiêu hóa gặp nhiều khó khăn và không tốt cho những người có dấu hiệu cholesterol cao. Sai lầm thứ ba, ăn tiết canh lợn. Tiết của lợn nếu ăn chín sẽ không sao, nhưng rất nhiều người có sở thích ăn tiết canh, tức là máu sống của lợn. Nếu lợn nhiễm liên cầu khuẩn S, kể cả lợn bệnh và lợn lành mang trùng không phát bệnh, trong máu lợn sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn. Khi ăn tiết canh chưa được nấu chín, thì liên cầu khuẩn từ thức ăn đó sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Ở Việt Nam, trên 70% bệnh nhân mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn là do ăn tiết canh lòng lợn. Người nhiễm bệnh có triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp. Tỷ lệ tử vong khoảng 7%. Sai lầm thứ tư, ăn nhiều gan lợn. Gan lợn luôn được biết đến là bộ phận chứa nhiều dinh dưỡng, đạm, vitamin A, B, D, nicotinic và axit folic.
Đặc biệt, vitamin A trong gà lợn cao gấp nhiều lần so với thịt, cá, trứng, sữa. Bởi vậy, nhiều người ưa chế biến gan cho trẻ nhỏ. Người già, người ốm, phụ nữ mang thai ăn mà không biết rằng yêu nhau cho ăn tiết, giết nhau cho ăn gan. Gan là bộ phận chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể lợn, nên tại bộ phận này cũng tập trung nhiều chất cặn bã, mầm bệnh. Cùng một hàm lượng độc tố nhất định, trong gan cũng có nhiều ký sinh trùng như sán, virus gây bệnh. Vì thế khi mua gan, nên chú ý lựa chọn gan có màu sắc tươi đặc trưng, không có đốm trắng, đỏ hay màu sắc bất thường. Trước khi chế biến nên ngâm gan trong sữa tươi 30 phút để giúp tẩy mùi hôi và độc tố trong gan. Sai lầm thứ 5, ăn lòng già, lòng non và nội tạng của lợn sai cách. Hai bộ phận này cũng như các nội tạng khác của lợn chứa rất nhiều protein và cholesterol. Điều này không có lợi cho những người có bệnh tim mạch, tiểu đường, cholesterol máu, rối loạn chuyển hóa. Nếu các bạn ăn trong tình trạng chưa chín sẽ rất nguy hiểm, do trong ruột lợn có chứa coli và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả lị, thương hàn, v.v. Ăn nhiều nội tạng cũng chính là nguyên nhân gây ra các bệnh nguy hiểm khác như gút, viêm tụy cấp, gan nhiễm mỡ, béo phì. Theo các chuyên gia, thịt lợn là loại thực phẩm thông dụng có đủ các thành phần dinh dưỡng. Nó là nguồn cung cấp chất đạm, chất béo, các vitamin và muối khoáng cho cơ thể. Tuy nhiên, khi dùng thịt lợn cần tránh kết hợp với một số thực phẩm để tránh gây hại cho sức khỏe. Đầu tiên là gan dê. Theo đông y, thịt lợn ăn chung với gan dê sẽ dẫn đến tình trạng khí trệ. Đặc điểm chủ yếu trên lâm sàng của chứng khí trệ là chướng đầy bụng, khó chịu và đau. Có thể giảm nhẹ khi ợ hơi hoặc trung tiện. Tiếp theo là đậu tương. Đậu tương là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng với 60-80% là phốt pho. Khi kết hợp chế biến đậu tương với thịt heo, hàm lượng phốt pho trong đậu tương có khả năng làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt heo, đặc biệt là thịt lợn nạc. Vì thế nên tránh kết hợp hai thực phẩm này. Thứ ba là thịt lợn với lá mơ. Thịt lợn chứa rất nhiều protein, dùng với lá mơ dễ gây kết tủa lượng đạm, khiến người ăn không thể hấp thu được. Cần kiêng kỵ để tránh tình trạng khó tiêu hóa, ngộ độc hoặc nhiễm độc lâu dài cho cơ thể. Thứ tư chính là gừng. Theo đông y, thịt lợn thuộc thủy, gừng sống thuộc hỏa. Khi ăn vào, thủy hỏa tương khắc sẽ sinh ra chứng phong thấp, sẽ nổi lên các nốt đen ở mặt. Thứ năm là rau mùi. Rau mùi có tính ôn, hao khí trong khi thịt lợn ích khí. Vì thế các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo khi hai thực phẩm này khác nhau kết hợp sẽ khiến xung quanh rốn đau quặn đấy nhé. Thưa quý vị, vậy là qua phần đầu của chương trình, chúng ta đã biết thêm nhiều mẹo chế biến thịt lợn vừa thơm ngon lại vừa tốt cho sức khỏe rồi phải không nào? Bên cạnh đó, quý vị và các bạn hãy lưu ý không kết hợp loại thịt này với năm thực phẩm mà chúng tôi vừa chỉ ra để tránh gây hại cho sức khỏe nhé. Quý vị thân mến, thịt lợn là món ăn mà chúng ta vẫn thường xuyên ăn trong bữa ăn hàng ngày, thậm chí là 3-4 bữa trên một tuần phải không nào? Thế nhưng liệu quý vị đã biết đến những lợi ích tuyệt vời mà loại thịt này mang đến hay chưa? Nếu chưa, hãy cùng tiếp tục theo dõi video để khám phá ngay nhé. Lợi ích thứ nhất, giúp duy trì cơ bắp. Giống như hầu hết các loại thực phẩm động vật, thịt lợn là một nguồn protein chất lượng cao tuyệt vời. Do tác động tuổi tác, duy trì cơ bắp là một cân nhắc sức khỏe quan trọng. Không tập thể dục và chế độ ăn uống hợp lý, khối lượng cơ bắp bị thoái hóa một cách tự nhiên khi bạn già đi, một thay đổi bất lợi có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi tác. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, suy giảm cơ bắp dẫn đến một tình trạng mức độ khối lượng cơ rất thấp và giảm chất lượng cuộc sống. Hiện tượng này là phổ biến nhất ở người lớn tuổi. Hấp thụ đủ chất lượng protein chất lượng cao có thể đẩy lùi quá trình thoái hóa cơ liên quan đến tuổi tác, làm giảm nguy cơ mắc bệnh Sakrov. Ăn thịt lợn hoặc các thực phẩm do protein khác là một cách tuyệt vời để đảm bảo đủ lượng protein chất lượng cao có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp. Lợi ích thứ hai, cải thiện hiệu suất tập thể dục. Tiêu thụ thịt không chỉ có lợi cho việc duy trì khối lượng cơ bắp mà còn có thể cải thiện chức năng cơ bắp và hiệu suất thể chất. Bên cạnh việc giàu protein chất lượng cao, thịt lợn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh có lợi cho cơ bắp của bạn. Chúng bao gồm beta-alanin và nhiều chất dinh dưỡng khác. Beta-alanin là một axit amin mà cơ thể bạn sử dụng để sản xuất carosin, rất quan trọng đối với chức năng cơ bắp. Trên thực tế, mức độ cao của carosin trong cơ bắp của con người có liên quan đến việc giảm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất thể chất. Lợi ích thứ ba, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Hàm lượng protein của thịt lợn nạc nấu chín là khoảng 26% trọng lượng tươi. Khi khô, hàm lượng protein của thịt lợn nạc có thể lên tới 89%, làm cho nó trở thành một trong những nguồn protein giàu dinh dưỡng nhất. Thực phẩm này cũng chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển cơ thể của bạn.
Vì lý do này, ăn thịt lợn hoặc các loại thịt khác có thể đặc biệt có lợi cho người tập thể hình, vận động viên phục hồi, người sau phẫu thuật hoặc những người khác cần phát triển cơ bắp. Hơn nữa, thịt lợn là một nguồn phong phú nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm thiamin. Không giống như các loại thịt đỏ khác, chẳng hạn như thịt bò và thịt cừu, thịt lợn đặc biệt giàu thiamin, một trong những vitamin B có vai trò thiết yếu trong các chức năng cơ thể khác nhau. Lợi ích thứ tư, chứa nhiều vitamin và các khoáng chất. Thịt lợn là một nguồn phong phú của nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm không giống như các loại thịt đỏ khác, chẳng hạn như thịt bò và thịt cừu. Thịt lợn đặc biệt giàu thiamin, một trong những vitamin B có vai trò thiết yếu trong các chức năng cơ thể khác nhau. Kẽm cũng là một khoáng chất quan trọng, có nhiều trong thịt lợn. Kẽm rất cần thiết cho một bộ não khỏe mạnh và hệ miễn dịch. Vitamin B12 hầu như chỉ được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Vitamin B12 rất quan trọng đối với sự hình thành máu và chức năng não. Thiếu vitamin này có thể gây thiếu máu và tổn thương tế bào thần kinh. Vitamin B6. Vitamin B6 rất quan trọng đối với sự hình thành của các tế bào máu đỏ. Trong phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ thịt lợn rất tốt cho sức khỏe. Đó chính là món giò lợn hầm hoa atiso. Nguyên liệu: giò lợn. Lưu ý là giò lợn trước thì tốt hơn giò sau. Hay hoa atiso. Gia vị: muối, tiêu, đường, bột ngọt vừa đủ, rau mùi tàu, hành tím, hành lá. Cách làm: thịt lợn cạo sạch, đập phần móng, bóc bỏ phần cứng của móng, chặt khoanh tròn. Ướp gia vị, muối, tiêu, đường, bột ngọt, củ hành tím băm nhỏ, để 30 phút cho giò lợn thấm gia vị. Hoa atiso, mỗi hoa tách rời từng cánh, rửa sạch, để ráo nước. Hoa còn lại không tách cánh, chỉ cắt bớt phần đầu cánh cứng, rửa thật kỹ dưới vòi nước cho sạch hết các chất bẩn. Hành lá rửa sạch, để ráo, cắt ngắn. Đặt nồi nước lên bếp, cho một củ hành tím vào nước cho thơm. Nước sôi cho giò lợn vào nồi nấu tiếp. Chú ý không đậy nắp nồi để giữ cho nước canh trong. Thỉnh thoảng vớt hết bọt trong nồi ra. Để lửa nhỏ, nước canh sôi lăn tăn khoảng 45 phút, cho hoa atiso vào nồi hầm tiếp khoảng 20 phút nữa. Nêm gia vị, nước mắm và bột ngọt cho vừa ăn. Bắc nồi xuống, múc giò lợn hầm ra bát lớn, đặt hoa atiso ở giữa, xung quanh rắc tiêu, hành, mùi tàu. Chỉ vài thao tác nấu nướng đơn giản là bạn đã có thể tạo ra cho cả gia đình một món ăn thơm ngon rồi. Món giò lợn hầm atiso kích thích vị giác, giúp quá trình tiêu hóa dễ dàng, dùng cho người bị tiểu đường. Ngoài ra, nó còn có tác dụng tăng tiết sữa ở các bà mẹ sau khi sinh. Quý vị thân mến, thịt lợn là một thực phẩm mà chúng ta thường xuyên sử dụng hàng ngày. Chính vì vậy mà chúng tôi hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ có cách chế biến loại thực phẩm này đúng cách để nâng cao sức khỏe cho cả gia đình. Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.